Sao thế? Sao quá? Sao thế này mà cũng trưng bày? Chết ta à? Chết cái này không được chê người ta biết thua. Vì viên đã rất mạnh thế nên nhớ cần sư cho thật kỹ nhá. Còn nó sẽ có sức mạnh vì thường nên đừng lơ là đánh mất. Viên đá cứ đưa ta cầm vì ta đẹp trai. Thôi làm ơn vì ta đẹp hơn. Ngày đi chơi không ta mới có trò hay. Ước mơ ta trở thành hero thật cool. Thôi làm ơn nhìn thấy buồn nôn. Đâu nào rồi thì mau làm liền. Giờ tôi mà nôn thì ba dọn nhé. Đừng có cái gọi nhau nữa nè. Ây da, đứa nào dám ném ta. Trời tôi thay lo trên trời rơi xuống đây. Tôi chưa ăn gì. Sao không ăn đi? Chính xác do ba kêu tôi đi chơi. Thôi đợi chút, tôi đi kiếm chi ăn luôn này. Nhà gì mà không tìm thấy chút đồ để ăn luôn. Ô, hay tìm thấy rồi. Đợi ba mà tí gật gù ngủ quên. Ô, kệ ba chứ. Đưa viên thần kỳ sang đây cho ta. Hỡi nam thuộc hạ cái chân lên nhà. Cho ta tìm không ra cho ta là ta xử từng đứa. Còn không đi sẽ bị chém giờ. Gà. Còn trai ta bước ra trước mau. Nhanh nào sao rụt rè thấy ơn. Hello cho trời về nhà. Ôi giời trời lại sao phải mắc cỡ. Giờ ấy muốn chơi cái gì. Gì chả được. Goodbye con của ta mua. Bọn con đi đây bye bác see you mua. Đã thân à mày nằm đâu hay hiện ra. Hay là mình dạ mù ăn xin. Xong trả trọn đi kiếm cho nhanh. Mày mù rồi sao mày thấy đường kiếm. Này mau biến thành rồng thê đi. Đẹp trai nhất hội chính is me. Tập trung đi 1, 2, 3 hồ biến đi. Đá bóng không tụi mày chơi lại hồn lỡ quên bóng ở nhà rồi. Thật à? Thế là phải chạy về lấy hay sao? Có tôi chẳng cần lo chi vì tôi đây chạy rất nhanh nha. Nhưng chỗ này rất xa. Chơi lại hồn ăn gì mà chạy nhanh ghê vậy? Thương thôi em ơi đứa này quay qua đây coi. Quá đáng ghê luôn làm giật mình ha. Có từng thấy cái viên đá đây chưa nói đi. Nhìn thì cũng thấy quen lắm. Thật vậy là nơi đâu mình sắp tìm ra nó. Kiểu này thủ lĩnh sẽ thường rất nhiều cho coi. Xong sẽ xăm chim luôn chỗ này. Về nhanh lấy gậy tới đây. Gậy đây tiêu diệt nó đi. Ô kìa cái gậy gì thế này. Nhưng nhà tôi chỉ có nhiều đây. Thôi chứ liền nó đi. Bọn mày ngon xâm lên là biết liền tay ta. Siêu khỏe và cơ bụng đầy môi. Ừ tôi sẽ xả vợ không biết bùi đói vẽ bằng bút lông đâu. Chào các bé cưng đã tới đây. Đừng khen ta ngầu đúng không?
cư này bí mật, chỉ dành cho siêu nhân nào kết nạp vào đây. Trung bong đi mà ôm xì là bùm bắt được baby rồi nè, hè hè nghe lời nhé, ta sẽ ráng nương tay thôi nè. Mẹ à tụi bay mà láo ta về mách mẹ nè. Ôi ta sợ quá nha. Nhẹ tay thôi đấy ta bắt đầu mê gu này rồi ấy. Thông báo cho hay, một người vừa bị bắt cóc xong này, và còn lại là thứ này đấy. Bị rơi lúc hai bên tranh giành, vậy thì mình lo liệu tấn công liền cứu nguy nhanh. Chạy nhanh đừng chậm chê, này mau ngoan đi nghe lời ta còn yêu thương. Trừ cái ác đòi công bằng có chúng tôi. Hero, năng lượng mạnh mẽ, trẻ làm điều hay.